Nè, cái này là dây năng nè các bạn. Đó. Cái gốc thì bá luôn à. Bây giờ mình sẽ đào cái gốc nàng lên ha. Nó đơm đơm, đơm gốc này gốc bự á. Để mình đào xong cái mình quay lại ha. Hồi nãy cái gốc đó mình đào được nguyên xe rùa rồi các bạn. Nè. Gốc nhỏ vậy chứ cũ nhiều lắm. Nè cái cũ nó để mình lấy gần cho coi ha. Lông không à, nhưng mà mình dời mình phải bào, bào ra. Bào cái rễ ra ha. Đó. Bào ra. Nó có một thanh niên đang đào đắng nữa các bạn. Cái này làm cực lắm. Mà bây giờ nó hang hiếm à. Hang hiếm đây không có nữa. Rễ nhiều ha các bạn. Giờ mình lấy dao bào mình bào bào màu sắc rễ ra, bào xong nữa. Thứ hai nữa mình giờ mình quay lại cái cảnh mà làm cho các bạn coi ha. Thì cái củ nàng này mình dời mình phải gọt vỏ nó nhì nè. À. Phải gọt cho nó sạch vỏ xong rồi mới bào, bào cho thiệt mỏng ha. Đó. Cái này lên không chừng dân rừng nó không có. Dám đâu, mấy chỗ khác có. Cái củ này thì mà nhiều lông lắm, nhiều cái rải rải con nè, mình bào cho nó sạch hết cái rải này nè. Mình mới sạch chưa hết còn giờ rải này mà mình mới bào mỏng ra hang, cái mình ngâm với muối. Nếu mà các bạn ở vùng gần mà suối ấy, thì để y cũ này nè, để cho khoảng nửa tháng là để y cũ nửa tháng là mình có thể bào ra mình ăn ha, để dưới suối luôn. Chứ đang nó ra cái chất chất độc này nè, tại vì trong cái củ nó có độc nha. Đó, mấy cái củ vàng nó vàng như vậy nè để nó mới ngon. Còn mấy củ mà nó trắng á, là nó khi mà mình làm xong á, chiên nó không có ngon nha. Nè cái như cái củ này nè nó vàng yếu quá, vàng sơ gì nó không có ngon. Mà cái củ mà cái vàng 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 ươm á, vàng như là khoai tây á, thì nó như vậy nè. Khi mình chiên á nó mới dẻo ha. Mới ngon. Đó, bây giờ mình sẽ bào hết cái bào gọt vỏ hết cái này mở bào ra. Đó. Đây nữa.